kiểu chùm nho này. Đây là cái vị mà chúng ta ăn. Ok, hello, xin chào các bác nha. Chào các bác đã quay trở lại với anh em mình. Và ngày hôm nay anh em mình tiếp tục lại vào một cái khu rừng già. Ở đây thì cũng khu rừng này cũng khá là lâu tuổi rồi. Và ngày hôm nay anh em mình sẽ cố gắng vào đây tìm được cái món gì thì chúng ta sẽ làm món đấy. Bắt được con gì thì chúng ta sẽ ăn con đấy. Và anh em chúng tôi chỉ mang có đúng có mấy gói mì tôm thôi. Phòng trừ là chúng ta sẽ không bắt con gì. Đó, thì hôm nay cũng gọi như là đây sẽ là một cái clip sinh tồn. Vào trong rừng này kiếm được món gì ăn món đấy. Bắt được con gì ăn con đấy. Ok, các bác nhớ xem hết video để xem anh em mình có làm được gì không và bắt được con gì không nhá. Đi thôi nào. Hả? Em tôi đang phát hiện một con chim ở trên cái cành cây to nhất này này. Đây, trên cái cành này này. Đó, các bác nghe thấy không? Đây mới bố con rồng. Sâm á? Ừ. Đây này, đó là cái này không? Đấy. Sâm đấy. Anh có xem qua ông Phan Văn Phút ông làm này. Đây các bác ơi, trong rừng này rất là nhiều phong lan này. Quay cả cây này. Theo cái cây này thì cái tóc đẩy đây. Tôi thì không chơi phong lan, chả biết nó là loại gì mà cứ lấy về trồng vậy. Mang về trồng thử. Tí nữa kiếm được loại nào xịn xịn đẹp đẹp quay cho các xem. Biết đâu mang mấy cái này về trồng đột biến này lại được mấy trăm triệu. Đây. Có một loại cây có một quả như kiểu chùm nho này. Nhiều lắm. Không biết có ăn được không? Mà tốt nhất là quả gì? Cây này ăn được các bác nhé. Ăn nó chua chua đúng không? Chua lòn rồi. Có ra hầu. Tôi tìm được một loại quả rất lạ này. Ăn thử xem bố nào. Chua chua chua. Ông Việt thì huyến hả? Đây, đây, đây. Chua cực kỳ luôn. Trong rừng này rất nhiều quả lạ nhé. Đây này. Nghe như cây này có một cái. Nhìn này. Nhìn như kiểu nó có mắt ấy. Đây này, các bạn nhìn thấy không? Đây, cái đen đen này là sâu này. Quả này nó nhiều sâu lắm. Không biết là quả gì. Đây, kể cả cây của nó cũng nhiều sâu rồi. Giới thiệu đi. À không. Hãy bảo chú Việt ơi. Họ không Việt đấy, ông nào ấy thì. Đây, đây nó là vừa là cây vừa là đá luôn nhỉ. Ừ. Rất là đẹp. Đây hẳn là một gốc ấy, gốc cây của nó. Các bác nào có nhu cầu mà muốn lấy cái này về làm đồ cảnh thì cứ liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa lên đến tận nơi. Còn các bác lấy được hay không là tùy với các bác. Đây quay cả mặt sau này này. Đây là cái gốc cây luôn đấy. Chắc là có người tạo hình luôn ở đây rồi. Có người lấy rồi nhưng mà không, chắc là không lấy được. Chắc là chưa lấy về được thôi. À đây là cái gốc thôi mà. Cái gốc thôi. Không giả phúc kế à. Đây, anh em tôi hái loại rau này để ăn. Đây, ăn mì, nấu với mì tôm. Rau này gọi là rau gì? Gọi là sâm đất. Sâm đất á? Ăn đắng không ạ? Sâm đất nó có củ á. Đây, anh em tôi phát hiện một đống nấm này. Nấm này chắc là không ăn được. Ăn được chứ? Rất là nhiều các bạn. Đây là nó mọc ở trong cái chỗ mà trồng hoa hồng. Đây ở trong có một cái cây to chưa?
Đấy, các bác nhìn theo. Đồi núi trùng trùng điệp điệp. Anh em tôi đi rừng nhưng mà chui nhầm được vào cái trang trại của một người Anh. Đây là cái thông. Ở đây rất là đẹp, rộng. Đây, các bác chuẩn bị nhìn nhá. Đấy, view bên này là nhìn sang thị trấn này. Quá đẹp luôn ở tí đây này. Thị trấn ở dưới đây đấy, cái hồ kìa. Đẹp chưa? Đây là trên đỉnh núi. Đi sang bên này xem nào. Tình cờ anh em chúng tôi phi lên trên này. Chỗ này nó ngược sáng nên nó nhìn nó hơi tối các bác nhá. Ý. Đây à. Ui nhiều chưa? Ui đẹp kìa. Bạt ngàn. Đây. Đây là công cuộc tạo ra lửa. Ok, bây giờ anh em tôi đi cả một buổi thì bắt được có 4 con chim. Giờ thì cũng không biết nấu cái món gì tôi cho nó vào luôn. Nấu theo kiểu cắm lợn. Cho hết rồi. Cho ít súp mì tôm mà. Mà ơm mì tôm. Chả biết có ăn được không, nhưng mà nấu cái kiểu này mẹ. Có vẻ hơi sợ đấy. Rồi giờ đậy nắp vào. Xem tí nó thành món gì không nha. Đây các bác nhìn xem. Okay. Đúng không? Hai con. Đây là cái món chim nấu canh. Với rau gì nhỉ? Để quên tên rồi. Sâm đất. Đây, bên cạnh có ớt nướng. Đây, phải ăn mì đây các bác ạ. Không kiếm được cái gì nên là anh em và tôi phải ăn mì đây. May là có mì ăn nhé. Chứ không có mì ăn nó mà chết đói ạ. Đây, bữa tiệc của anh em chúng tôi hôm nay có hai món chính. Rau sâm đất với chim và mì tôm. Ây à, nóng quá các bạn. Đấy, các bạn nhìn xem. Mỗi người một việc. Bát đất siêu cay của bố Tuyến. Quá tuyệt đỉnh luôn. Bát mì tôm khổng lồ. Không biết đâu. Bát ớt này mà được bỏ cái đũa ra hồi chú. Đây các bác nhìn xem. Hôm nay bữa cơm của anh em tôi đấy. Toàn là mì tôm thôi. Đấy. Thế chốt là còn một cái bát để ăn thôi đúng không? Thế ta ăn trước nhà xong ba là mình nhìn nhá. Vâng. Để ăn đi. Ôi trời. Ôi vào mâm luôn các bác ơi. Sao đây có mấy sợ mình như sợ. Đi từ trưa đến giờ. Từ sáng như nhỉ. Từ sáng đến giờ bây giờ mới được ăn đấy. Cái món này là lạ lạ đi. Hụt là ớt độc kìa này cay lắm rồi chú ạ. Thử miếng nào.
mời tất cả mọi người. À. Ui ớt cay quá. Ngon. Nhưng mà ngon lắm. Nhiều cay. Ngon cực. Cho thêm rau sống này. Tuyệt vời các bạn. Đói nên là thằng nào cũng ăn sụt sạt sụt sạt. Ngon. Đấy. Chơi thêm rau sống đi. Chẳng còn gì nữa. Làm thêm miếng nữa. Ngon lắm các bạn. Ớt cũng cay nữa. Ăn tuyệt vời. Bát ớt này có ốc ấy. À. Xem cái này. Đây này, chim này. Đợi mày người đi sắp xin. Đây, bát mì tôm của tôi đây. Chờ tí rau sống nữa. Đấy. Mời các bác nha. Đưa con rau kia cho chấm lượng chú. Rau á? Rau một chút. Tuyệt vời các bạn. Ăn dưa với rau sống. Ngon lắm các bạn. Mà không ăn nhưng mà ta ăn nhiều. Làm cả con luôn này. À, cay quá. 4 giờ rồi đấy. Đó, 4 giờ chiều à? Đã 4 giờ rồi cả, chấp nhận hết. 5 giờ 5 chín. Ngọt cực. À. Quá ngon các bạn. Chắc cuối tuần nên là lên đây. Thật ra cái vị mà chúng ta ăn ở ngoài rừng núi này, ăn mì tôm bao giờ hoặc là ăn bất cứ món gì bao giờ cũng ngon hơn ở nhà. Ui làm cái miếng to này nè. Nó vừa cay vừa ngon. À, vừa nóng. Tỏa thêm mồ hôi. Tại còn chưa rửa đây. Ăn miếng chim. Làm cái đầu chim. Có ngon các bạn. Rồi cơm no rồi. Quên mì tôm no chứ có ăn cơm rồi nhỉ. Tiếc là hôm nay không có cái cay. Rồi video này anh em tôi xin phép kết thúc ở đây nhé. Các bác nào thấy hay nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ anh em mình và nhớ bấm chuông để nhận những video thông báo khi anh em mình ra video sớm nhất nhé. Và đừng quên comment những cái ý kiến của các bác xuống dưới này để anh em tôi làm video tốt hơn và có những cái ý tưởng hay hơn. Rồi ok, xin cảm ơn các bác, chào tất cả mọi người nhá. Bye bye.